biết đến bộ môn thể dục cụ từ 5-6 tuổi. Mà lúc đấy khi là đang là học sinh lớp 1 tại trường tiểu học Ba Đình, khi đấy thì đang giờ ra chơi thì có mấy huấn luyện viên, cũng có huấn luyện viên nước ngoài đến tuyển chọn Hưng vào lớp năng khiếu thể dục dụng cụ ở câu lạc bộ quần ngựa. Lúc còn bé thì là một người gầy yếu và hay ốm yếu. Khi mà tuyển chọn thì các thầy cô Việt Nam thì đều không đánh giá Hưng cao, và duy nhất chỉ có ông thầy chuyên gia vẫn mong muốn Hưng tiếp tục và tuyển chọn Hưng đưa sang bên Trung Quốc tập huấn và thi đấu. Bước đầu tập luyện thì rất là mệt mỏi khi mà thể trạng yếu, nhưng mà đặc biệt là được quan tâm của các lãnh đạo của bên Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, có được điều kiện ăn ở tốt hơn so rất nhiều so với các vận động viên ở Việt Nam lúc đấy, cho nên Hưng mới phát triển được đến trình độ bây giờ. Nghề nào cũng thế, theo về đỉnh cao thì cũng đều có những cái khó khăn riêng, nhưng mà đặc biệt thì môn thể dục cụ là một môn theo chuyên nghiệp thì sẽ là một môn khó khăn nhất, bởi vì các vận động viên khi mà mới ban đầu tuyển chọn này phải từ lúc bé, từ 5 đến 7 tuổi đã phải vào tập rồi, cứ thế tập dài dằng dằng khoảng chục năm thì mới biết được là có khả năng lên cao hay không, chứ không như nhiều môn khác chỉ khi mà đào tạo thì cũng có thể khi lớn 14, 15 tuổi là bắt đầu vào các môn khác, tập vài năm là đã ra được thành tích rồi. Nhưng mà các vận động viên thể dục dụng cụ mà muốn được thi đấu đỉnh cao thì bắt buộc phải tập khoảng ít nhất từ 8 đến 10 năm thì mới có kết quả được. Kỷ niệm ấn tượng thì cũng có rất là nhiều. Mỗi lần thi đấu đạt được thành tích cao đều ấn tượng. Nhưng mà Hưng ấn tượng nhất có lẽ 1-2 lần, đó chính là Hưng là vận động viên nam duy nhất 2 lần tham dự Olympic, vận động viên nam đầu tiên giành huy chương vàng cúp thế giới thể dục dụng cụ. Thời điểm mà khó khăn nhất với Hưng một lần là khi vào năm 18 tuổi, lúc ấy bị đau lưng và khi đi khám mình biết là bị bệnh lao cột sống, tôi đốt sống ăn mòn, và các bác sĩ cũng nói Hưng là không theo đuổi thể thao chuyên nghiệp được nữa. May bằng sự ý chí, nỗ lực và được sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô và gia đình, Hưng cũng đã vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thi đấu thể thao đỉnh cao được. Và lần thứ hai thì vào năm 2013, khi đấy về việc tập luyện và thi đấu cũng như việc học tập đại học nữa thì đi lại lại khá vất vả. Và thứ hai nữa là do sự chủ quan của cá nhân Hưng bị ốm cảm, suy nhược cơ thể, và lần nữa Hưng lại bị lao phổi. Và lần thứ hai thì cũng phải điều trị một năm. Vào thời điểm đầu tiên thì khi đấy còn trẻ thì Hưng lúc đấy thì có lẽ lần đầu tiên lần khó khăn nhất, bởi vì khi nghe bác sĩ nói là cuộc sống nếu mà mình vẫn tiếp tục tập luyện thì sẽ rất ảnh hưởng, có nguy cơ nếu mà bị vấn đề gì sẽ dễ bị liệt chẳng hạn, như thế rất là hoang mang. Khi đấy mới đang 18 tuổi thôi mà nói là sự nghiệp kết thúc rồi và phải bắt buộc nghĩ đến một chuyển sang một hướng nào đó, thì khi đấy Hưng cũng đấu tranh tư tưởng rất là nhiều lần. Thầy cô cũng bố mẹ cũng đã khuyên Hưng là chuyển sang đi làm công việc khác. Với cá nhân Hưng thì với lòng đam mê với bộ môn thể dục dụng cụ lúc bấy giờ và vẫn suy nghĩ rằng bản thân Hưng vẫn tiếp tục thi đấu thể thao đỉnh cao được, cho nên Hưng vẫn giữ lấy cái suy nghĩ của mình và tiếp tục điều trị bệnh cho tốt, và sau đó thì quay trở lại và đạt được nhiều thành tích hơn lúc trước. Tuy rằng lần thứ hai điều trị dùng kháng sinh sẽ nhiều hơn, tuổi tác của Hưng cũng già hơn, nhưng mà quan trọng là đã vượt qua lần đầu tiên rồi, nên lần thứ hai Hưng cảm thấy là nó sẽ dễ dàng hơn. Cũng rất mong muốn mình sau này mình sẽ có được nhiều thành công như anh Sang. Mỗi người thì cũng sẽ có những cái dự định riêng và những cái sự phát triển riêng, miễn là sao làm cho bộ môn thể dục dụng cụ này ngày càng phát triển hơn, càng ngày càng nữa nhiều người để tham gia và tập luyện và thi đấu. Thể dụng cụ thì cũng rèn luyện cho Hưng được cái tính kiên trì, sự quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc. Chính môn thể dụng cụ đã giúp Hưng được mọi người biết đến và cũng cho Hưng được nhiều vinh quang trong sự nghiệp.